cắt giảm 10 kg trong vòng 1 tháng. Tôi là một trong những người chịu đựng về thể chất và tinh thần vì vấn đề cân nặng trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả những ai đang phải đối mặt với vấn đề này. Tôi tên là Mai Trang, hiện 25 tuổi. Tôi là con út trong một gia đình khá giả, nên mọi người đều chiều chuộng tôi hết mức có thể. Tôi luôn có được những gì mình muốn cho dù đó là đồ chơi hay thức ăn. Tôi luôn được chăm sóc bởi các anh chị em và nếu họ vui vẻ, tôi sẽ được đi ăn ở trung tâm thương mại. Tất nhiên điều tôi yêu thích là bánh ngọt. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến trọng lượng của mình và luôn luôn thích thú với mọi chuyến đi chơi. Cho đến khi cân nặng của tôi đạt mốc 87 kg, tôi bắt đầu cảm thấy rất dễ bị mệt. Mệt mỏi, nhịp tim không ổn định và không thở được là những triệu chứng của tôi. Tôi đã đau khổ rất nhiều và cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã bị ngất đi khi đang học ở trên lớp. Bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi tiếp tục thói quen ăn uống hiện tại và tiếp tục với lối sống này, nguy cơ mắc phải bệnh tiểu đường và các bệnh liên quan đến cholesterol của tôi là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã bị sốt và bị stress rất nhiều. Tôi bị tổn thương về mặt tâm lý và lúc nào cũng sợ rằng mình có thể chết. Tất cả các thành viên trong gia đình đều rất lo lắng rằng họ bắt đầu đăng ký cho tôi đến các câu lạc bộ thể dục và khóa học giảm cân. Những điều này không chỉ khiến tôi không vui, mà điều quan trọng nhất là nó không có kết quả. 3 tháng trước, tôi đã nhìn thấy một quảng cáo hội thảo trực tuyến về một sản phẩm nổi tiếng dành cho những người đang có vấn đề như tôi. Nó cho thấy kết quả thành công trên người sử dụng mà không cần phải luyện tập hoặc hạn chế ăn uống. Vì vậy, tôi quyết định tham gia vào buổi hội thảo. Ở đó tôi đã gặp một số người dùng đã đạt được kết quả và thậm chí một số người còn là những người nổi tiếng. Tôi đã quyết định thử, nhưng trước khi tôi thực sự biến mình thành một trong những người thử nghiệm, tôi đã tự mình tìm hiểu về sản phẩm có tên gọi là EcoSpray. Theo như tôi tìm hiểu, EcoSpray chứa các tự nhiên như chiết xuất rễ cây bột đầm, hạt lanh chiết xuất từ rễ cây cam, thảo quả, táo gai, lá oregano, lá kinh giới. Sau khi biết tất cả điều này, tôi đã thực sự hài lòng và quyết định sẽ đặt hàng. Tôi đã hết sức ngạc nhiên bởi EcoSpray được giao hàng đến sớm hơn dự kiến. Vì vậy, tôi đã không chần chừ để dùng thử ngay. Sau khi sử dụng EcoSpray trong 1 tuần, quần áo của tôi bắt đầu rộng ra. Tôi bước lên cân và rất vui mừng khi thấy mình đã giảm được 5 kg. Mà không cần đến các câu lạc bộ tập thể dục hay hạn chế ăn uống của tôi. Đây là hình ảnh sau khi tôi đã giảm được 5 kg. Tôi cảm thấy tự tin hơn với EcoSpray và sau 1 tháng sử dụng sản phẩm tôi đã giảm thêm được 10 kg. Hiện, tôi đã sử dụng EcoSpray được 3 tháng và chỉ còn nặng 65 kg. Trước khi sử dụng EcoSpray bây giờ khi chỉ còn 65 kg, tôi không thể diễn tả hết được niềm vui của mình, nhưng tôi như đang ở trên 9 tầng mây vậy và tôi vẫn có thể ăn những loại bánh yêu thích và không phải tập các bài tập vất vả. Theo định kỳ, tôi đi khám và bác sĩ đã hết sức ngạc nhiên trước thân hình mới của tôi. Ngay cả kết quả kiểm tra cũng cho thấy rằng tôi không còn nguy cơ mắc phải một số bệnh nữa. Tôi muốn chia sẻ với mọi người liên kết mua sản phẩm này ở phần dưới đây. Đối với tất cả những ai đang gặp phải những rắc rối tương tự, tôi biết các bạn có thể giải quyết được chúng. Đây chắc chắn là giải pháp cho mọi vấn đề. Liên kết đặt hàng ở đây để đảm bảo an toàn và đảm bảo. Vui lòng chỉ đặt hàng từ liên kết dưới mô tả của video này. Chị gái tôi cũng dùng được 3 tuần rồi và hiện đã giảm được 7 kg. Bình luận: Tường Vi, tôi cũng đang sử dụng EcoSpray. Nó thực sự thuận tiện và hiệu quả. Tôi đã sử dụng nó trong 2 tháng và đã giảm được 14 kg. Tôi rất hạnh phúc với kết quả đạt được.